Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát, phản biện năm 2023 nhằm phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Và đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến của các cấp mặt trận. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Năm 2022, Mặt trận các cấp tổ chức giám sát với 133 chuyên đề, 54 cuộc phản biện xã hội liên quan đến các dự án, chương trình, kế hoạch trên địa bàn thành phố. Hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phương và nắm bắt dư luận xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch giám sát ngay từ đầu năm, sát với thực tế tình hình, thành lập đoàn giám sát và tổ chức giám sát từng nội dung cụ thể, báo cáo kết quả giám sát và kiến nghị đến các tổ chức cá nhân có liên quan. Chúng tôi tổ chức hội nghị hiệp thương giữa Ủy ban Mặt trận Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Sau đó thống nhất nội dung giám sát phản biện báo cáo với Thường vụ Đảng ủy. Thường vụ Đảng ủy có ý kiến kết luận bằng văn bản và chúng tôi xây dựng kế hoạch triển khai. Trong đợt triển khai đó thì giám sát có hai nội dung: giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân cũng là một trong những phương thức giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở hiện nay, đặc biệt là đã thực hiện tốt vai trò giám sát trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, đồng thời phối hợp với các cấp chính quyền tham gia giám sát về quản lý trật tự xây dựng, về quản lý đất đai, về thực hiện dân chủ ở cơ sở và các lĩnh vực khác. Theo như cái Ban giám sát đầu tư cộng đồng, thì những người mà kênh qua những cái công việc, ví dụ như là mời người dân đại diện các công trình ở khu dân cư đó là người ví dụ như nhà thầu xây dựng hay là chủ đầu tư xây dựng hay là những người kinh qua cái công tác mà xây dựng có cái chuyên môn ngành nghề của xây dựng thì mời vào người dân vào đó trong cái giám sát đầu tư cộng đồng để đọc được cái bản vẽ cũng như hồ sơ thiết kế với lại cái quy hoạch tổng thể mặt bằng để có những gì trong khi mà nhà thầu thi công thì sẽ phát hiện những cái lỗi đó và có những kiến nghị kịp thời để cho cấp trên chủ đầu tư cũng như nhà thầu khắc phục trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, việc lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát có lúc có nơi chưa phù hợp, tổ chức giám sát đối với cá nhân chưa nhiều, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Phương pháp giám sát, năng lực cán bộ tham gia giám sát, phản biện xã hội có mặt còn hạn chế. Việc theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát chưa được quan tâm đúng mức.